Xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc sống miệt vườn nha. Hôm bữa thì có một chị nhắn tin cho mình hỏi mình cách trồng cây gieo hạt của mình á. Sẵn hôm nay mình gieo hạt một mớ hạt mới. Hôm nay mình sẽ quay lại để chia sẻ với mọi người luôn nha. Cái giá thể để gieo hạt là mình sử dụng là một phần mụn dừa, một phần cho chấu. Tất cả mình đã xử lý bằng cách là mình ngâm nước vôi á cả nhà, hoặc là mình xả nước thật là nhiều, rồi mình trộn lại với nhau với thêm một phần phân trùng quế nữa. Mình trộn ba cái lại với nhau. Cái này mình dùng cái khay bằng xốp cho nó dễ. Mọi người cứ gắt một lớp đều ở trên cái khay thôi, không cần phải đè chặt xuống đâu. Mấy lần trước mình đè chặt á, khi mà hạt nảy mầm lên cái rễ nó rất là khó ăn ra, làm cho bộ rễ mình nó hơi bị yếu. Lần này mình rút kinh nghiệm là mình chỉ phủ lên một lớp nhẹ thôi, rồi mình lấy cái tay mình ấn xuống khoảng tầm 1/3 cái lóng tay thôi. Đây là cái hộp để mình ủ hạt giống nè. Mấy cái loại mà hạt nhỏ nhỏ hoặc là hạt khó nảy mầm á, mình sẽ ngâm trước và mình sẽ ủ trong một cái khăn, hoặc là mình lấy cái khăn giấy mình ủ. Nhưng mà theo mình thấy mình lấy cái khăn mình sẽ làm ướt cái khăn đi rồi mình ủ nó sẽ dễ hơn, thì mình lấy ra sẽ dễ hơn. Còn này mình làm bằng cái khăn giấy nè, nó hơi khó ra, với lại khăn giấy khi ướt á, nó sẽ bị gắt đi. Hôm nay mình sẽ gieo hạt tí tô, hạt kinh giới và hạt ngò gí. Thường thì mấy lần trước mình sẽ gieo thẳng xuống đất luôn, nhưng mà theo cái đặc tính đất của mình nó rất phèn á, tỷ lệ nảy mầm của nó không cao, cho nên sau này mình gieo trong cái khay á để mình kiểm soát được cái tỷ lệ nảy mầm của nó. Nói nãy giờ mà mình chưa gỡ được cái miếng khăn giấy này ra luôn cả nhà, tại vì khi mà ướt lại á, cái khăn giấy nó rất là mềm và nó dễ gách, mình bóc ra rất là dễ gách, cho nên mọi người có làm sẽ làm dùng cái khăn nó sẽ dễ hơn. Cái hạt này là cái hạt thì là, mà là một loại rau gia vị của miền Bắc á cả nhà. Cái này mình ngâm xong rồi mình ủ cái một đêm thôi, mình không để nó nứt mầm ra, vì do là mình dùng khăn giấy, khi mà nứt mầm ra nó rất là dễ bị đứt cái rễ theo cái khăn giấy á. Mỗi một cái lỗ như vậy là mình sẽ gieo khoảng 2 hạt đến 3 hạt để trừ hao cái độ nảy mầm của nó. Nếu mà sau này ba cái hạt nó nảy mầm hết 3 cây luôn thì mình sẽ chọn một cây nào nó khỏe nhất để mình chừa lại và mình nhổ hai cây kia bỏ đi. Sau khi mà để hết hạt vào mấy cái lỗ này, mình sẽ gắt nó trên một lớp nữa để giữ ẩm cho mấy cái hạt đó cả nhà, nó nảy mầm tốt hơn. Mình chỉ trải một lớp nhẹ ở trên thôi, mình không cần phải đè xuống nữa đâu. Đè xuống thì nó chặt quá thì cái hạt nó nảy mầm rất là khó. Sau khi mà mình phủ hết trên mặt thì mình sẽ xịt nước để giữ ẩm cho cái khay mình. Sau đó thì mình sẽ đem cái khay mình vào một cái chỗ nào mát á, đừng có nắng quá, đừng có để mà chỗ cái giọt mưa nó nhiễu xuống nha. Khi mà mưa xuống, giọt mưa lớn quá sẽ làm trôi luôn cái lớp chấu của mình á. Hồi sớm giờ là mình gieo được 3 khay nè, khay kinh giới, khay tít tô và một khay thì là. Bên đây là mấy cái chậu để mình trồng ngò gí. Ngò gí này mình sẽ gieo trong một cái ly hơi lớn lớn á, mình sẽ gieo khoảng tầm 10-20 hạt gì trong đó luôn á, chứ mình không gieo từng hạt nữa. Còn đây là cái hẹ, hôm bữa mình trồng dư á, mình tỉa ra mình trồng vô cái chậu. Giới thiệu với cả nhà, đây là chậu gái voi của mình, hay còn gọi là cây bạc hà núi á. Cái cây này cái lá nó có đốm đốm như vậy nè, nó không phải là bệnh đâu mà lá nó như vậy á. Trong giới chơi kiểng lá người ta gọi là đột biến, giống như lan đột biến vậy đó, nhưng mà nó không có tiền tỷ. Sau khi mà gieo mấy cái hạt kia xong thì mình bây giờ đi trồng cây cải bẹ xanh mà mình đã gieo trước khoảng một tuần rồi. Cái đợt cải này mình gieo nó không tốt lắm, cái lá của nó không xanh mà nó hơi bị vàng vàng á. Lý do là cái mụn dừa và cái cho chấu mình không xử lý kỹ á, thì mà khi cây con lên nó rất là dễ bị vàng lá luôn cả nhà. Và đây là cái điển hình của mình không xử lý kỹ nè. Cái cải bẹ xanh này nó rất là dễ lên luôn và rất là dễ sống, mà mình gieo trong đó mà cái lá nó bị vàng nữa thì mấy cái loại khác thì mình gieo rất là khó nảy mầm lên luôn. Nếu mà mọi người không có thời gian có thể gãi thẳng xuống đất luôn, mọi người có thể trộn với cho chấu á để gãi cho nó được đều hơn, và mình gãi với cái mật độ nó hơi thưa thôi để khi mà sau cái này cây cải lớn lên á, để cây nó được bự hơn. Còn mình thì thích cái kiểu mà trồng cây bự và nó thẳng hàng đẹp thì mình sẽ gieo ra cái khay, nó hơi mất thời gian hơn chút, nhưng mà khi mình trồng cây thì nó nhìn sẽ đẹp hơn và mát mắt hơn. Trồng xong mấy cây cải bẹ xanh thì mình chuyển qua mình trồng thêm mấy cây bắp cải, kế mấy cây cà với cái ớt hôm bữa mình mới vừa trồng nè. Trước giờ thì mình toàn là mình mua mấy cây cải giống của người ta gieo sẵn như vậy nè, để về mình trồng cho nó lẹ, chứ mình chưa có gieo hạt lần nào. Đợt này thì mấy cái cây giống này nó không được đẹp mắt lắm, mà cũng không được tốt lắm, nó hơi vàng vàng lá, nó bị gãy lá. Nhưng mà không sao, mình trồng vài bữa là mình tưới phân đồ này nọ lên rồi nó sẽ đẹp lên thôi.
cả nhà có để ý là cái đám đất này hồi bữa mình mới vừa đổ lên á, trải qua một hai trận mưa lớn là cái bề mặt đất ở trên á nó láng như là mình đổ xi măng vậy không? Đây chính là cái đặc điểm của đất phèn cả nhà. Khi mà mình gieo hạt giống xuống và gặp một trận mưa lớn và ngày hôm sau nắng lên một cái nữa là cái bề mặt đất á, nó chán một lớp giống như là một cái lớp hồ xi măng vậy đó. Nếu mà tiếp tục gặp chạy nắng nữa thì cái lớp ở trên nó càng khô. Khi mà mình tưới nước xuống á, thì nước nó không thấm được ở dưới, làm cho cái ở dưới nó bị khô đi. Còn nếu mà gặp nắng lên nữa thì làm cho cái đất ở dưới nó nóng, làm cái hạt giống mình nó không để mầm lên được. Rất là khó để trồng cái vùng đất này. Nói là phải có sách, mách là phải có chứng. Cho cả nhà xem cái ô mà mình trồng cải keo nè. Đây là cái ô mà nó trải qua hai trận mưa lớn hôm bữa nè. Và hôm nay là nắng lên, cả nhà thấy ở trên mặt đó, nó bị chán một cái lớp ở trên đó. Khi vậy khi mà mình nắng lên nữa, càng nắng lên nữa thì cái lớp mặt ở trên nó càng cứng. Và khi mình tưới nước lên đó, thì nó sẽ không thấm được cái dưới đâu. Mặc dù đất của mình ở dưới rất là tơi xốp nhưng mà không thấm được. Thường là sau mỗi trận mưa lớn đó, mình sẽ ra mình xới mấy cái đất đó lên. Nhưng không là mình tưới nước là nó không thấm xuống được dưới. Nếu như mà mình không biết đó, mình cứ tưới lên đó, mình thấy ở trên mặt nó nước chảy lên láng luôn rồi. Mình cứ nghĩ là nó sẽ thấm ở dưới nhưng mà thật ra là không thấm đâu. Ở dưới nó khô gan luôn á cả nhà. Đây, cái ô hẹ này cũng vậy nè. Bởi vậy mình trồng rau lâu ăn hơn ta chỗ này là mình phải mất thời gian để đi mình xử lý sau những cơn mưa lớn á. Thêm một vấn nạn của mùa mưa nữa, đó chính là những con ốc sên. Chỗ mình gọi là ốc ma cả nhà. Đây là những con ốc sên con. Nó sau khi mà mùa mưa tới thì nó sẽ nở ra như vậy nè. Mùa nắng thì sẽ đẻ trứng ở dưới đất đó cả nhà. Những con này ban ngày trốn rất là kỹ, nó sẽ chọn cái lùm nào ẩm ướt á, hoặc nó sẽ chui xuống đất nó trốn. Còn khi mà ban đêm xuống á, thì nó sẽ bò ra để nó ăn mấy cái đọt non hoặc là ăn những cái lá non của mình á. Rất là khó chịu, nó rất là nhiều luôn, mình diệt không bao giờ hết được nó. Cứ mỗi lần mùa mưa xuống là nó sẽ xuất hiện á. Làm vườn xong thì cũng sắp tới trưa rồi, bây giờ mình ra mình cắt một mớ lá quế vô để phụ vợ nấu cơm. Những bữa nào mà mình đi chợ á, mình chọn món ăn á, thì mình sẽ là người nấu cơm. Còn những bữa nào mà Tiên đi chợ, Tiên chọn món á, thì Tiên sẽ nấu. Hôm nay mình chọn món nên mình sẽ vào phụ với Tiên nấu bữa cơm hôm nay. Mà cả nhà còn tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay nha. Mình sẽ ăn rau quế chưa cơm. Quế này xíu mình sẽ xào với mực. Bông quá trời. Chắc có đâu 4 cây, 3 cây. 3 cây được như này. Chút có tiêu, mực xào với lá quế. Thép gông nấu canh thay mỡ. Và món cây phải mở ngoài có trái trên nè, có củ chứ, có trái chưa, nó tàn nó có củ, à phải tàn cái dây luôn hả? Cái này là lứa đầu nè, lá nó sẽ bự. Mấy anh trồng trong chậu vậy á, trồng nó tốt. Còn cái này là lứa sau nè, mấy này là lứa sau nè, lứa sau nó sẽ nhỏ lại từ từ. Nè mấy cái lứa đầu nè. Lá nó bự. Anh tính nhỏ anh sắp ra chơi mà thôi. Đói bụng rồi. Hush. Cái này phải ướp rồi mới sắp được anh. Vậy hả? Hush. Rồi nó lì. Anh ướp xong cái anh trộn mà nó sắp được chưa? Cho thêm tí dầu ăn cho nó bóng. Hush. Lì vậy nè. Hai con luôn nè, đủ lại. Đủ ở bạn. Đây có đồ ăn ngon lắm nè. Ngọt nè. Nhưng mà em xào nó sẽ bị teo. Cho nên nó sắc miếng vừa vừa một chút. Vậy mình xào nó vừa vừa tới nha. Vừa tới nó không chín.
Lựa chính là leo. Nó làm xào lửa lớn á. Rồi đen thui. Ủa có đen không? Đó. Đó. Cái này là ủa sao không thấy ta? Lùng quá. Em không thấy. Lùng quá, chộp đâu thấy đâu. Cái em kêu ủa sao nó chưa vàng nữa? Trời đất ơi. Chết em rồi. Không, đổ nước cho đi hồng vắt ra. Khắc phục hậu quả lại. Không bị mấy ấy à, còn cái bên này không bị. Em không thấy thiệt. Em còn nghĩ chờ nó vừa tới. Ngon lành. Giờ vớt nó dễ. Có mấy cái à? Nè tép nhiều em ơi. Tép nhiều không phai. Phai này hôm bữa mình ăn còn dư nữa cũ. Nên làm ăn tép cho hết. Ủa mấy cái này anh bầm nó vậy hả? Ừ. Kẹp chứ. Tiêu ngon quá trời luôn nè. Kho tiêu mình vẫn bỏ tiêu hành. Ừ. Anh nhớ nữa, còn mấy cái ớt quay luôn hết rồi. Kho tiêu, bây giờ em bỏ tiêu vô mới thơm, mà tắt lửa luôn. Chìm mà, ớt của em chìm hết rồi. Thường mình kho tiêu là mình sẽ để tiêu phút cuối á cả nhà. Không có để trước, ít khi để trước lắm. Lên canh đào hai món, giờ thêm món đi xào nữa là ăn cơm được rồi nè cả nhà. Ê. Giờ là tới phiên đầu bếp Nguyễn Minh Tấn ra tay. Cái xào này là mình phải xào lửa lớn, không là ra nước. Ra nước nhiều. Chắc em có gừng. Còn trong đây là cà phê. Đầy quá hấp được dằn. Nhấp luôn. Tưởng không có nước mà cũng có nước. Sao không có nước được? Nó hạn chế thôi chứ. Trừ khi nào em luộc trước á. Em luộc trước nó ra nước hết rồi là xào nó sẽ không ra nước. Mà luộc thì nó mất ngọt anh. Ừ. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm với hai chồng nha. Bữa trưa hôm nay đơn giản thôi. Hai người nhưng mà lúc nào cũng phải ba món. Có thêm tráng miệng trái cây mặn Hà Nội nữa. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với hai vợ chồng mình nha. Này, em ăn cái này đi em. Thôi ăn món nào cũng được. Em đi tìm cái ớt em bỏ vô chân mắm cái. Tiêu cái ớt rồi. À đây. Lấy ớt cái mình dành vô chân mắm nè. Cá ấu nu nè. Lửa. Trứng con nào có trứng cái nha. Sao ngon không? Mực nó mềm quá anh. Nó không bị teo. Nó mọng nước luôn á. Ngọt nữa. Ừ. Ừ, nhà nhìn nè. Ninh 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 nè. Ngon hả? Cơm thì là ngon. Anh ăn thử mực đi. Trời ơi, không ngon nữa thôi ạ.
Anh xào gì xuất sắc luôn anh. Nhờ mấy cú hất lửa. Ừ, chán ở đây dính trứng đi. Ngon. Có gừng với lá quế vô nó thơm, ấm bụng. Mấy bữa nay nó đỡ nóng hơn mấy bữa trước anh. Hai bữa nào cũng nóng hết. Đỡ hơn. Kiểu như nó không có oi lắm. Huyết nó là mình khó chịu luôn á. Dựa mà anh, em thấy sao nó đặt hoài à? Được rồi. Đỡ hoài. Mày được anh. Canh vậy mà phải hả? Rồi biết mà em không muốn đặt đó là em phải cắt nó ra. Ừ, cơm nào, món nào cũng ngon. Sáng đi chợ không biết mua gì chứ. Nhìn nhìn nó món gì hôm nay cái gì nói gì ăn cá thịt hoài không. Không thấy thấy cá chốt trứng ngon quá. Một cái chốt trứng không định đi về đó. Rồi nay ăn cá trứng thôi. Cái đó vậy ăn vậy không dinh dưỡng, không có làm không có làm việc chức làm việc. Hên quá. Thôi, quay lại cái nhớ lại là nhà có quế. Quay lại mua miếng mực về xào với quế. Quay qua mua chép về phải tính là lấy phay tím làm canh phay tính chai luôn thôi chép luôn ăn cái cách chốt rồi ngon đó đủ chất luôn à. Không biết ai coi ở nhà mà có ai mà có tình trạng mà nếu mà không dự định trước ăn món gì á thì vừa chở với quê mình nó bữa nay bán gì bữa nay bán khác thì có những cái món như là cá biển tôm mực thì nó bán mỗi ngày còn những cái món mà lạ lạ này nọ kia thì có bữa bán bữa không cho nên không biết được mà tính trước nhiều khi ra bất chợt nó nhìn cái không biết ăn sao với nó mà ăn cá ăn thịt hoài thì nó cũng ngán ra đứng trong lạnh hoài em... Nhưng mà em thấy anh đi chợ nhanh hơn em. Sao em thấy em đi chợ lâu lắm nha. Em lựa. Em nhìn. Thì em đi hết tập này em nhìn tập kia. Cái em mới mua. Trời ơi. Ổn. Ngày rớt ngày trứng luôn chứ. Bởi vậy mỗi lần em đi chợ em thấy lâu lắm. Sao mà cả tiếng đồng hồ mà anh đi gì đâu mà anh mới chạy vô cái anh chạy về là anh nhanh đó. Hay trong đầu là tính là ăn gì vậy? Nhưng mà em tính rồi nha, nhưng mà vẫn lâu. Xong rồi lủi ngay chỗ mà mình hay mua á. Mua xong đi về thôi, cái gặp gì đâu. Em lựa qua mấy cái sạp mà hàng mà người ta làm bán từ vườn ra, em lựa rau. Em coi sạp nào tươi hơn. Thank you.